Nga bắt được 11 nghi phạm xả súng, tiết lộ lời khai rợn người, nhiều kẻ trốn qua Ukraine. Đấu pháo nghẹt thở, Nga triệt hạ đoàn xe Ukraine tiến đánh Belgorod. Học theo Nga, Ukraine biến xe tăng M55S thành pháo tự hành. Israel thông báo tiêu diệt 170 tay súng khủng bố tại Bệnh viện Ansifa. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tới biên giới Gaza kêu gọi một lệnh ngừng bắn mới. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là những tin tức mới nhất về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Liên quan đến vụ khủng bố rúng động ở thủ đô Moscow của Nga, Tổng thống Vladimir Putin vừa được báo cáo về việc 11 nghi phạm đã bị bắt giữ. Dẫn lời Điện của Kremlin, hãng thông tấn RIA Novosti cho hay đây là thông báo của người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Botnikov với Tổng thống Putin. Theo ông Botnikov, trong số những nghi phạm bị bắt giữ, có bốn tay súng khủng bố tham gia trực tiếp vào vụ tấn công nhằm vào trung tâm hòa nhạc Krokus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga trong tối ngày 22 tháng 3. Cả bốn phần tử liên quan trực tiếp nêu trên đều là công dân Tajikistan bốn nghi phạm đã bị bắt giữ ở vùng Bryansk của Nga và gần biên giới với Ukraine. Chúng có ý định vượt qua biên giới để trốn sang Ukraine. Hiện cả bốn kẻ sát nhân đều đã được chuyển về Moscow để phục vụ điều tra. Trong quá trình thẩm vấn, một kẻ khủng bố có tên Merzoev khai nhận hắn ta đồng ý xâm nhập vào thủ đô Moscow, thực hiện hành vi giết người hàng loạt với mức giá nửa triệu rúp, tương đương khoảng 134 triệu Việt Nam đồng. Cách đây một tháng, có một người lạ mặt liên lạc với tay súng này hứa sẽ chi trả nửa triệu rúp nếu anh ta làm theo đúng mọi chỉ dẫn tiến vào Moscow và giết người hàng loạt. Merzhev khai rằng hắn ta cần tiền nên đã phạm tội giết người. Những kẻ khủng bố nhận được mật lệnh nhà hát Crocus City là địa điểm xả súng. Cải đứng sau giật dây hứa rằng sau khi hoàn thành mọi công việc, các tay súng sẽ được thưởng thêm nửa triệu rúp nữa. Tuy nhiên, chưa kịp nhận tiền, nhóm khủng bố đã bị bắt khi đang cố bỏ trốn sang Ukraine. Giới chức Nga cho rằng Mỹ, Ukraine và các nước phương Tây có liên quan trong vụ tấn công khủng bố, dù cho tổ chức IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Được biết, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 22 tháng 3 theo giờ địa phương, tức 0 giờ đêm 23 tháng 3 theo giờ Hà Nội, trước khi bắt đầu khai mạc đêm diễn của nhóm nhạc rock Nga. Một nhóm kẻ khủng bố đã xông vào phòng hòa nhạc, bắn thẳng vào người dân trong hội trường và ném bom cháy. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết các tầng trên của trung tâm thương mại gần như bị cháy rụi diện tích vụ cháy khoảng 12.900 m2. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ khủng bố ở thủ đô Moscow đã khiến hơn 200 người thương vong. Chuyển sang các tin tức liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, pháo binh Nga vừa thực hiện một cuộc bao vây bằng hỏa lực cực mạnh nhằm triệt hạ quân đoàn phá hoại của Ukraine đang di chuyển trên đường đến Belgorod. Sau cuộc đấu pháo nghẹt thở, toàn bộ nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine đã bị phía Nga tiêu diệt. Đoạn video cho thấy các chiến binh Ukraine xếp thành hàng dài và đi dọc theo một con đường đất để tiếp cận Belgorod. Quân đội Nga đã phát hiện ra và bắt đầu khai hỏa. Đầu tiên, một phát pháo khai màn được bắn thẳng vào quân đoàn Ukraine. Sau đó, một cuộc tấn công mạnh mẽ bắt đầu. Mưa pháo kích giáng xuống cả đội lính Kiev. Tất cả quân đoàn Ukraine đều bị tiêu diệt. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 8 ngày cố gắng đột phá biên giới Nga, Ukraine đã mất hơn 3,5 nghìn binh sĩ. Ngoài ra, một số lượng lớn thiết bị do NATO cung cấp cho quân đội Ukraine cũng đã bị phá hủy tại khu vực này. Ukraine mới đây đã quyết định dùng xe tăng M-55S với vai trò pháo tự hành. Video do Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 127 của Ukraine công bố cho thấy các binh sĩ nâng nòng pháo trên xe tăng M-55S để khai hỏa kiểu cầu vòng về phía vị trí của lực lượng Nga. Được biết, Lữ đoàn 127 của Ukraine đang phòng thủ tại Zagorizhia. Đây không phải nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất trên chiến tuyến dài 1.000 km giữa Nga và Ukraine, song cũng không phải là nơi yên áng nhất. Ukraine đang tận dụng xe tăng M55S với vai trò pháo tự hành để công kích vị trí Nga, thay vì triển khai chúng trong các mũi xung kích. Ukraine nhận 28 xe tăng M55S từ Slovenia vào tháng 9 năm 2022, nhưng mẫu xe tăng này liên tục bị các đơn vị hát hủi và chuyển dần về tuyến sau nhường chỗ cho các mẫu xe tăng hiện đại hơn của phương Tây. Lý do khiến M55S không được trọng dụng là lớp giáp của chúng quá mỏng, khó đối phó với các hỏa lực hiện nay trên chiến trường. Vì vậy, Ukraine buộc phải tìm ra vai trò mới cho loại xe tăng này. Trước đó, Nga cũng đã áp dụng chiến thuật biến các mẫu xe tăng T-54, T-55 và T-62 thành bệ pháo di động, thay thế cho pháo bình, cung cấp hỏa lực yểm trợ tầm xa cho các đơn vị bộ bình. Politico dẫn nguồn tin từ liên minh châu âu cho biết các nhà lãnh đạo eu đang không thể thống nhất về cách tài trợ và cung cấp vũ khí cho ukraine theo ấn phẩm các nước eu không đồng ý với bức tranh lớn hơn về việc thúc đẩy quy mô lớn quanh việc châu âu tài trợ cung cấp vũ khí cho ukraine chẳng hạn như thông qua trái phiếu quốc phòng cần lưu ý rằng khả năng tạo trái phiếu chung của eu được pháp estonia ba lan và các nước khác ủng hộ nhưng đức hà lan và áo phản đối mạnh mẽ Hai nhà ngoại giao EU giấu tên nói với Politico, cuộc thảo luận giữa 27 nhà lãnh đạo EU đã phản ánh những khác biệt này, với việc thủ tướng Đức Olaf Scholz và thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tái khẳng định sự phản đối của họ đối với việc tài trợ trái phiếu quốc phòng. Trước đó, người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà đã đề xuất với lãnh đạo các nước EU tại hội nghị thượng đỉnh đẩy nhanh công việc sử dụng thu nhập từ tài sản bị phong tỏa của Nga. Để có được khả năng chuyển 1 tỷ đầu tiên để viện trợ quân sự cho Ukraine vào ngày 1 tháng 7. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo EU không đưa ra được quyết định cuối cùng về việc chấp thuận đề xuất của Ủy ban châu Âu sử dụng thu nhập từ tài sản bị phong tỏa của Liên bang Nga để hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Họ đề nghị các bộ trưởng tiếp tục công việc. Xoay quanh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là đang mất ăn mất ngủ, lo sợ Ukraine sụp đổ nhanh chóng ông macron tin rằng ukraine có thể bị nga đánh bại trên chiến trường trong thời gian ngắn cụ thể sau khi các thành viên trong đảng của ông macron tham dự bữa tối tại cung điện élysée chuyên mục playbook của politico đã thu thập thông tin từ nhiều người trong số họ mặc dù các cuộc thảo luận trong bữa tối tập trung vào cuộc bầu cử của nghị viện châu âu sắp tới nhưng cuộc xung đột nga ukraine cũng đang được nhắc đến một trong những nguồn tin tiết lộ với politico rằng trong bữa tối hôm đó ông macron đã nói rằng Ukraine có thể sụp đổ rất nhanh. Nhà lãnh đạo Pháp có vẻ lo lắng khi nghĩ đến viễn cảnh này. Ông Macron gần đây tăng cường đưa ra những phát biểu gây sốc liên quan đến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Vài tuần sau khi có thông tin, một số công dân Pháp chiến đấu ủng hộ cho Ukraine thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa của Nga. Tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU ở Paris vào cuối tháng 2, ông từ chối loại trừ khả năng NATO can thiệp vào Ukraine. Những bình luận gần đây nhất của Tổng thống Pháp đã gây ra phản ứng dữ dội ở Moscow. Trong đó, người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov bình luận rằng ông Macron dường như sẽ không ngần ngại tăng mức độ can dự vào cuộc chiến ở Ukraine. Liên minh châu Âu-EU dự định sẽ đánh thuế cao đối với ngũ cốc và các sản phẩm có liên quan của Nga khi nhập khẩu vào khối này. Ủy viên thương mại EU Vandit Dombrovsky cho biết biện pháp trừng phạt bổ sung này sẽ không áp dụng với lượng ngũ cốc của nga được vận chuyển qua eu để đến các thị trường khác để không làm gián đoạn nguồn cung thực phẩm ở những nơi khác trước đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã phản nàn với các lãnh đạo eu rằng việc ngũ cốc của nga tiếp tục được tiếp cận thị trường eu không giới hạn trong khi hàng nhập khẩu từ ukraine chịu nhiều hạn chế là không công bằng theo các quy định của tổ chức thương mại thế giới wto Gần như toàn bộ ngũ cốc của Nga cho đến nay vẫn được miễn thuế nhập khẩu vào EU. Mức thuế trừng phạt trên cũng sẽ được áp dụng với ngũ cốc nhập khẩu từ Belarus. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen cho biết, động thái này thể hiện rõ ràng rằng EU không muốn ngũ cốc của Nga và Belarus vào khối này nhưng vẫn có thể cho phép ngũ cốc vận chuyển qua EU đến thị trường thứ ba. Đáp lại, người phát ngôn của chính phủ Nga Dmitry Peskov cảnh báo Người tiêu dùng tại châu Âu chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi vì các mức thuế này. Ngày 20 tháng 3, quân đội Israel cho biết, cuộc đột kích vào bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza đã loại bỏ 170 phần tử khủng bố, thẩm vấn hơn 800 nghi can, phát hiện nhiều vũ khí và cơ sở hạ tầng của lực lượng khủng bố. Quân đội Israel đã tiến vào bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza từ ngày 20 tháng 3 và lục soát khu tổ hợp được cho là kết nối một đường hầm được sử dụng làm căn cứ của phong trào Hồi giáo Hamas và các tay súng Palestine khác. al sifa là bệnh viện lớn nhất ở Gaza trước khi xung đột nổ ra và hiện là một trong những cơ sở y tế còn hoạt động ở phía bắc vùng lãnh thổ này. Tháng 11 năm 2023, cuộc đột kích đầu tiên của Israel vào bệnh viện này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Phía Israel cho rằng tại đây có những đường hầm kết nối với các trung tâm chỉ huy của Hamas trong khi phong trào Hamas và các nhân viên y tế đã bác bỏ thông tin bệnh viện được dùng cho mục đích quân sự hay là nơi trú ẩn của các chiến binh. Trong ngày 23 tháng 3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thăm biên giới giữa Ai Cập và Gaza để tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn mới nhằm mở đường cho hàng cứu trợ vào vùng lãnh thổ bị tàn phá sau hơn 5 tháng chiến tranh giữa Israel và Hamas. Theo hãng tin AFP, Chuyến thăm của ông diễn ra trong bối cảnh Israel đe dọa tiến hành một chiến dịch quân sự lớn ở thành phố Rafah, phía nam Gaza, ngay sát biên giới với Ai Cập, bất chấp những lời kêu gọi của quốc tế phản đối một cuộc tấn công như vậy. Phần lớn trong số 2,3 triệu người dân Gaza đang trú ẩn xung quanh Rafah. Tổng thư ký Guterres dự kiến sẽ đến thăm al Aris ở phía bắc Sinai của Ai Cập, địa điểm chuyển tiếp phần lớn hàng cứu trợ quốc tế cho Gaza qua cửa khẩu Rafah. Ông cũng sẽ đến thăm một bệnh viện ở Al Aris và gặp gỡ các nhân viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc ở Rafah. Theo hãng thông tấn TASS, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Mỹ khởi xướng về cuộc xung đột Israel-Hamas ở Gaza. Trong đó lưu ý sự cần thiết phải ngừng bắn ngay lập tức nhưng không yêu cầu thực hiện điều đó một cách rõ ràng. Dự thảo nghị quyết do Mỹ hậu thuẫn đã trải qua nhiều sửa đổi trước cuộc bỏ phiếu, tuyên bố nhu cầu cấp bách phải có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài, nhưng không biến nó thành một yêu cầu ràng buộc về mặt pháp lý như các nghị quyết trước đó, cụ thể là không đưa ra yêu cầu rõ ràng rằng Israel ngay lập tức phải chấm dứt chiến dịch ở Gaza. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Mỹ ủng hộ quyết định của Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzia, nói rằng dự thảo của Mỹ không có tác dụng trong việc kiềm chế Israel và chỉ trích Washington vì đã nói lệnh ngừng bắn sau khi Gaza gần như bị xóa sổ. Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Boryansky cho biết trước cuộc bỏ phiếu rằng Moscow sẽ không hài lòng với bất cứ điều gì không kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun đã đưa ra lời giải thích tương tự cho quyền phủ quyết của Bắc Kinh. Phía Trung Quốc cho biết dự thảo đã né tránh vấn đề trọng tâm nhất đó là lệnh ngừng bắn. Mô tả văn bản được đưa ra bỏ phiếu là mơ hồ. Ông Jun lưu ý dự thảo không kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thậm chí không đưa ra câu trả lời cho câu hỏi về việc thực hiện lệnh ngừng bắn trong ngắn hạn. Điều này không đáp ứng nhu cầu mong đợi của cộng đồng quốc tế. Vừa qua, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang có gần nửa tỷ đô la Mỹ tiền mặt, nhưng cho biết ông muốn chi số tiền đó cho cuộc tranh cử tổng thống hơn là đem đi nộp phạt 464 triệu đô la Mỹ để không bị tịch thu tài sản. Ông Trump nói thêm rằng ông đã lên kế hoạch sử dụng một số tiền đáng kể cho chiến dịch tranh cử tổng thống của mình. Ông Trump nhận định không xét xử, không bồi thẩm đoàn, không tội phạm, không nạn nhân, chỉ có một thẩm phán quanh cò và một tổng trưởng lý tham nhũng, ghét Trump, nhận lệnh trực tiếp từ Nhà Trắng. Đây là hành vi can thiệp bầu cử ở mức độ chưa từng thấy trước đây. Được biết, ông Trump cùng các bên liên quan hiện còn 3 ngày để kháng cáo trước khi phán quyết tịch thu tài sản của ông Trump do văn phòng tổng trưởng lý bang New York đưa ra đến hạn chót. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế giới nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại.